Mình chán công việc này lắm rồi. Sao mà cuộc đời bất công thế nhỉ? Ashley không hề biết rằng cuộc đời cô sắp bước sang trang mới rồi. Ô không, em ổn chứ? À, đầu em đau quá. Trên đời ai cũng có giá trị của riêng mình hết. Người thì muốn trở nên giàu có, người thì lại muốn được yêu thương. Đúng là định mệnh mà. Hôm nay đúng là ngày trọng đại. Gặp mặt ba mẹ rồi nè. Đừng lo nha em, ba mẹ sẽ thích em mà thôi. Anh chắc chứ? Ồ, hình như ba mẹ đến rồi kìa. Ba mẹ Kevin là doanh nhân thành đạt đó. Ồ không, giày mình bị gì thế này? Ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng mà nha. Ồ, bạn gái con đó hả? Ồ, được đó Kevin à. Ồ con à, ba mẹ rất mong được gặp con đó. Ba mẹ tự hào về con lắm. Ba mẹ nhầm rồi à? Ba mẹ nhầm người rồi. Kevin, con đùa hả? Đây mới là Ashley của con nè. Dạ, rất vui được gặp ba mẹ. Con đang đùa phải không hả? Thiệt đó sao? Ngại quá đi. Mình phải giải tỏa căng thẳng mới được. Sushi ngon lắm luôn đó con à. Nào nào, ăn thôi nào mọi người. Làm sao để mình báo tin này cho ba mẹ đây? Báo hiệu bằng món khoai tây này vậy? Là kiểm tra gì đó nè. Dạ, hai bác ơi, đây là khoai tây chiên ạ. Ôi trời, nhanh quá đi. Hình như bác ấy không đón nhận được gợi ý rồi. Phép lịch sự đâu rồi chứ? Mình nên làm gì đây? Kevin, anh giúp em với. Em à, để anh. Ba mẹ ơi, con và Ashley sắp có em bé rồi đây ạ. Có vẻ như ba mẹ không tin vào may mắn này đâu ha. Tối nay sẽ chẳng ai ngủ được đâu. Tội Ashley quá, chiếc bụng bầu không để cô ấy yên giấc gì cả. Kevin cũng khó chịu nữa. Cuối cùng cũng có tư thế ngủ ngon rồi. Mình nên làm gì đây chứ? Mình phải ra tay thôi. Ủa con, con đang làm gì ở đây vậy? Vậy nào, có chuyện gì thế? Ashley cứ đẩy con hoài. Con không tài nào chợp mắt được. Mang bầu là vậy đó con à. Mẹ con cũng khiến ba mất ngủ khi mang bầu con đó. Ba mẹ biết cách mà. Chiếc nệm VIP cho mẹ bầu đây nè. Bắt đầu nha. Tới nào. Nhẹ nhàng yên lặng nha. Cuối cùng thì mình cũng có giấc ngủ ngon rồi. Ashley, hình như em làm hơi quá rồi đó. Thôi mà Kevin, mình phải chuẩn bị cho em bé chứ. Ba mẹ tới rồi nè. Ba mẹ chắc chắn rất sốc khi thấy cảnh này đó. Ashley đang học cách quấn tã cho em bé. Dừng lại đi. Ba John, có gì muốn nói đây nè. Chỉ cần một cuộc gọi và mình có cuộc thi quấn tã tầm cỡ quốc tế rồi đây. Nhìn tay nha. Wow, quá là ấn tượng luôn. Giờ thì xem em học được gì nào. Ashley đúng là học sinh giỏi mà. Cậu ấy sẽ trở thành người mẹ tốt cho xem. Đây, cô thấy sao ạ? Dễ thương quá à. Cô cho em điểm A cộng luôn. Nhưng mà ba mẹ Kevin cũng giỏi việc này nữa. Mình nên thử không ta? Đôi tay này vẫn còn như mới quấn tã hôm qua thôi. Tuyệt quá. Còn đây là phiên bản của ba mẹ nè. Cha cha, thật không thể chấp nhận được mà. Rất tiếc nhưng mà nó tệ quá. Chắc là sai ở đâu rồi ha. Cậu không biết cậu đang làm gì đâu. Để mình sửa điểm cho nha. Được hơn rồi đó. Vui quá đi. Ashley đang khám để xem là em bé sẽ là của ai đó. Có cả gia đình hỗ trợ nè. Cái gì thế? Sao mà em bé trông bần thế? Tụi mình sẽ có em bé nghèo khổ thế này á. Ôi trời, đúng là ghê quá. Thật không thể chịu nổi mà. Mình sẽ trả hết, làm gì đi bác sĩ. Bình tĩnh nào chị à, để em. Thuốc vàng này lúc nào cũng hiệu quả. Em bé sẽ rất là giàu sụ trước khi chào đời luôn. Để xem kết quả thế nào. Đây nha, em đã bảo mà. Thật sự là sự chuyển biến vi diệu mà. Vậy là nhà của mình sẽ có bé gái siêu giàu rồi nè. Mình đi mua sắm nha. Anh muốn xem chiếc xe đẩy này không? Ok em. Nhưng hai vợ chồng lại có gì để chọn nữa rồi? Không biết nữa. Hay là cái này nha. Khó chọn thật đó. Anh có ý này nè. Mình mua vài cái cũng được. Nhưng ba mẹ đại gia không để bạn làm mấy điều dại dột đó đâu. Mọi người theo ba mẹ nào. Và đừng có cãi ba mẹ nha. Ba mẹ có điều bất ngờ dành cho hai con nè. Chìa khóa xe ạ. Ba mẹ đùa con à. Tèn tèn. Xe đẩy bằng vàng, trang trí bằng kim cương Swarovski luôn đó. Wow, cái này đúng là
là nghệ thuật mà. Nút gì đây ta? Oh wow, là máy thay tã tự động đây nè. Giờ thì cuộc sống dễ thở hơn rồi. Oh, tuyệt vời quá đi. Mình làm tốt quá ha. Xem phim cũng là một trải nghiệm khó nhằn đó nha. Em à, cứ ngồi thoải mái vào đi. Mình sẽ quay lại ngay nha. Quay lại ngay đó. Mình hậu đậu quá à. Nè, nhớ chú ý đi chứ. Sao rồi, em có lỡ gì không? Mình nghĩ là phải đi vào nhà vệ sinh nữa rồi. Xin lỗi cậu nha. Cậu ấy làm gì vậy chứ? Kỳ lạ quá đi. Có vẻ như Ashley lại đi nhầm hàng ghế rồi. Cho mình qua đi mà. Được rồi đó, cậu đang chắn màn hình rồi kìa. Cậu làm mình lỡ đoạn chiếu trailer rồi đó. Cậu giẫm vào chân mình rồi nè. Cậu ngồi sang ghế của mình nữa. Ôi, ai cũng đang rất tức giận kìa. Bình tĩnh nào, cái này giải quyết được chứ. Đây rồi, đây là sự đền bù cảm xúc đó nha. Em à, giờ thì chỗ này là của mình rồi. Em muốn đi vệ sinh bao nhiêu lần cũng được. Anh chu đáo quá Kevin à. Ba mẹ Kevin đang muốn đi ăn một bữa gia đình đó. Mình sẽ ăn sơn hào hải vị nha. Đến lúc ngồi vào ăn rồi. Trông ngon quá à. Thử ăn tôm xem nào. Mùi ghê quá. Sao mà ngửi được nhỉ? Xin lỗi nhưng em chán ăn quá. Sao vậy em? Đây là đồ ăn tuyệt nhất trên đời rồi đó. Ashley, chuyện gì thế con? Mình sẽ ăn thứ khác vậy. Không sao cả. Một bát mì ăn liền nè. Cả nhà nói nè. Thêm kem vào nữa. Thêm quả cherry lên. Thêm bé tôm lên nữa. Ngon bá cháy luôn. Ngon không nói nên lời luôn á. Thật đó hả con? Sao mà con ăn được cái này thế? Ba mẹ no rồi nha. Ôi trời ơi mẹ bầu. Mình muốn trang trí phòng mà không cần tốn nhiều tiền đây nè. Chiếc gối giấy sẽ trông rất tuyệt. Cùng với chiếc củi bìa này nè. Không thể quên đồ chơi tự làm nữa nha. Chờ đã. Mấy thứ sang chảnh này ở đâu ra vậy? Kim cương ư? Tiền ư? Sao lạ quá vậy nè. Wow, ma thuật sao? Dây trang trí của mình biến thành đồ sang chảnh rồi nè. Thật không thể hiểu nổi mà. Sao mới mấy giây mà khác quá vậy ta? Đây chính là thủ phạm nè. Chiếc gối vàng ư? Không có vui chút nào đâu nha. Thì ra đây chính là lý do đó. Là cô John nè. Bị lộ rồi. Nhiệm vụ thất bại rồi. Trời ơi, đúng là cuộc chiến mà. Nhưng em bé luôn cần thứ tốt nhất. Có vẻ Kevin đã đến rồi đây. Chuyện gì vậy nè? Đừng cãi nhau nữa. Còn có giải pháp này đây. Thỏa thuận cho cả hai nha. Wow, giờ thì Ashley thích mấy món đồ trang trí rồi đó. Còn cô John cũng thích chiếc khăn vàng nữa nè. Kevin, không có con thì lớn chuyện rồi. Thời khắc đã gần đến rồi đây. Mình phải có chiếc nút khẩn cấp mới được. Hình như nó bắt đầu rồi. Mệt quá, bao giờ mới đến bữa trưa nhỉ? Ủa, có gì đó lạ lạ thế? Bác sĩ ơi, chú ý nào. Không phải tiếng khoan hay gì đâu. Ashley đang mang bầu mà. Anh tới liền đây. Xe cấp cứu cũng đang trên đường rồi. Em nghĩ hình như mình chỉ bị đau dạ dày thôi à anh. Hỡi quý vị và các bạn, đây là dự án mới của công ty. Ngày xưa, có một cô phù thủy tốt tính. Chờ xíu nha, đến lúc cách băng khánh thành rồi. Khẩn cấp, hình như Ashley sắp sinh rồi. Nè nhóc qua đây, đây là thời khắc quan trọng nhất của cháu đó. Làm gì tiếp theo ạ? Ba đây con, Ashley à. Chuyện gì thế, mình đi đến bệnh viện nha. Là tình cờ thôi ạ. Đúng là trận chiến căng thẳng. Ai sẽ thắng trò rút gỗ này đây? Không, hình như là nó rồi. Đi thôi nào. Ngủ ngon nha con, mẹ yêu con lắm. Nhanh lên nào, gói đồ và lên xe thôi. Chuyện gì thế? Con vừa mới ngủ mà. Lại nhầm nữa rồi. Giờ thì là thật rồi đây nè. Em bé đã ra đời rồi đây. Gia đình thật là hạnh phúc quá. Em bé xinh quá nhỉ. Nè, em bé đang cười đó. Đây đúng là bé con của cả nhà mà. Các bạn nghĩ Ashley và Kevin sẽ đặt tên gì cho em bé nào? Hãy thử gợi ý đặt tên dưới phần bình luận nha.
Và đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về cuộc sống mang bầu trên kênh Room Room Select các bạn nha.